Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Nga tố NATO đang lên kế hoạch tấn công hạt nhân. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Russia claims NATO is planning nuclear strikes. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Một giám đốc tình báo FSB đã cáo buộc các nước NATO chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân vào lãnh thổ Nga khi căng thẳng giữa Điện Cẩm Linh và Liên minh tiếp tục gia tăng. Tướng Vladimir Kuleshov, nhà lãnh đạo cơ quan biên giới của cơ quan tình báo chính của Nga, nói với hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti rằng Mạc Tư Khoa lo ngại về sự gia tăng các hoạt động trinh sát của NATO gần biên giới Nga. Ông nói với cơ quan này, các hoạt động tình báo của NATO đang gia tăng gần biên giới Nga, cũng như cường độ huấn luyện, tác chiến và chiến đấu của quân đội liên minh. Ông nói, các kịch bản tiến hành chiến sự chống lại Liên bang Nga đang được tính toán, bao gồm cả tấn công hạt nhân vào lãnh thổ của chúng ta. Bình luận của Kuleshov được đưa ra trong bối cảnh Nga gia tăng quan điểm hạt nhân, với việc Tổng thống Vladimir Putin trong tháng này đã ra lệnh cho quân đội của mình thực hành triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật sau những gì Mạc Tư Khoa cho là mối đe dọa từ phương Tây. Song song với những luận điệu đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng, Điện Cẩm Linh và các nhà tuyên truyền của họ đã coi cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Mạc Tư Khoa và phương Tây, thường xuyên chỉ trích sự hỗ trợ quân sự của các thành viên NATO cho Kyiv. Kể từ khi Putin bắt đầu chiến tranh, liên minh đã phát triển với hai thành viên với sự gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan, dẫn đến việc biển Baltic được mệnh danh là Hồ NATO, mặc dù có sự hiện diện của vùng Kaliningrad thuộc Nga. Mạc Tư Khoa đã bị cáo buộc có hành vi khiêu khích đối với các thành viên NATO xung quanh biển Baltic, trong đó Lithuania gần đây đã phản ứng giận dữ trước một tài liệu của chính phủ Nga kêu gọi điều chỉnh lại biên giới trên biển ở vịnh Phần Lan. Lithuania đã nói rằng các quốc gia NATO dọc theo sườn phía đông của liên minh sẽ sử dụng máy bay điều khiển từ xa để tăng cường khả năng bảo vệ của họ trước các quốc gia không thân thiện. Tổng thống Joe Biden nằm trong số các nhà lãnh đạo phương Tây đã cảnh báo rằng Putin cuối cùng có thể tấn công một quốc gia NATO, một tuyên bố mà nhà lãnh đạo Nga đã bác bỏ là vô nghĩa khi cuộc tranh luận tiếp tục nổ ra về vai trò của liên minh này trong cuộc chiến. Với việc Mạc Tư Khoa trong tháng này phát động một cuộc tấn công ở khu vực Kharkiv của Ukraine, Kyiv đã cầu xin Washington cho phép họ sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga, một nguyên nhân gây tranh cãi vì xung đột có thể leo thang. Nhà lãnh đạo NATO Jens Stoltenberg đã lên tiếng về cuộc tranh luận, nói với tờ The Economist rằng việc từ chối Kyiv sử dụng những vũ khí này chống lại các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga khiến họ rất khó tự vệ. Đáp lại, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov nói với tờ Izvestia rằng bình luận của ông Stoltenberg cho thấy NATO đang gia tăng mức độ leo thang, NATO đang tán tỉnh bằng những lời lẽ quân sự. Hôm thứ Ba, 28 tháng 5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhắc lại rằng ông không loại trừ khả năng gửi quân tới Ukraine trong trường hợp khi giúp yêu cầu. Truyền thông nhà nước Nga đưa tin hôm thứ Ba về những bình luận của Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorski trên cơ quan truyền thông Gazeta Wyborcza. Khi được hỏi về khả năng Warsaw gửi quân tới Ukraine, Sikorski nói, chúng ta không nên loại trừ bất kỳ khả năng nào. Liên hiệp Âu Châu phẫn nộ khi Hung Gia Lợi đe dọa các quỹ mới của Ukraine. Các đối tác Liên hiệp Âu Châu hôm thứ Hai đã chỉ trích Hung Gia Lợi khi Budapest đe dọa sẽ ngăn chặn hàng tỷ euro giúp trang bị vũ khí cho Ukraine. Hung Gia Lợi, quốc gia Liên hiệp Âu Châu thân thiện nhất với Nga, đã nhiều lần đưa ra các trở ngại trong việc thông qua các sáng kiến hỗ trợ Ukraine hoặc trừng phạt Nga kể từ khi Mạc Tư Khoa xâm chiếm nước láng giềng vào năm 2022. Sự tức giận ngày càng gia tăng với Budapest trong năm qua khi nước này ngăn chặn các khoản thanh toán từ Quỹ Trung ương của Liên hiệp Âu Châu để hoàn trả cho các quốc gia thành viên số vũ khí được gửi đến Ukraine. Giờ đây, các quan chức Liên hiệp Âu Châu cho biết lệnh phong tỏa mới từ Hung Gia Lợi có nguy cơ làm mất thêm 5 tỷ euro
hay 5,4 tỷ Mỹ Kim, vốn có thể dùng để hỗ trợ các lực lượng thiếu vũ khí của Kyiv, mặc dù thỏa thuận này đã được các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu phê chuẩn. Việc ngăn chặn của Hung Gia Lợi cũng có nguy cơ trì hoãn việc chi thêm hàng tỷ Mỹ Kim lợi nhuận từ tài sản ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng, mà Liên hiệp Âu Châu dự kiến sẽ bắt đầu nhận vào tháng 7. Chúng tôi không thể để sự hỗ trợ quân sự của Âu Châu dành cho Ukraine bị bắt làm con tin cho những quyết định khác không liên quan gì đến vấn đề cụ thể này. Nhà lãnh đạo đối ngoại Liên hiệp Âu Châu Josep Borrell nói sau cuộc họp với các bộ trưởng ngoại giao ở Brussels, đặc biệt trong tình hình cấp bách, Ukraine hiện cần vũ khí này. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock kêu gọi Budapest phải cho phép viện trợ cho Ukraine một lần nữa, bởi vì Âu Châu chỉ mạnh nếu thống nhất. Ngoại trưởng Bỉ Hadzia Lahbidze cho biết, chúng tôi không thể chấp nhận rằng một quốc gia duy nhất cũng đã đồng ý với số tiền này vài tháng trước tại cuộc họp hội đồng, giờ lại chặn khoản viện trợ quan trọng này cho Ukraine. Ngoại trưởng Hung Gia Lợi Peter Zizato viết trên mạng xã hội rằng ông đã phải đối mặt với áp lực rất lớn từ các đồng nghiệp Liên hiệp Âu Châu. Ông nói rằng việc cấp số tiền hiện trị giá khoảng 6,5 tỷ euro để giúp trang bị cho Ukraine là điều không thể chấp nhận được đối với Budapest. Hung Gia Lợi dưới thời Thủ tướng cánh hữu Viktor Orbán từ lâu đã đóng vai trò phá hoại nội bộ Liên hiệp Âu Châu khi nước này sử dụng quyền phủ quyết của mình để làm đòn bẩy trong các tranh chấp với Brussels. Nhưng Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis nói rằng tính chất đối kháng của Budapest giờ đây dường như đã trở thành một đường lối có hệ thống. Ông nói, về cơ bản, hầu như tất cả các cuộc thảo luận cũng như các giải pháp và quyết định cần thiết của Liên hiệp Âu Châu đều đang bị chặn bởi chỉ một quốc gia duy nhất. Tôi nghĩ Hung Gia Lợi đã đi rất, rất xa. Bộ trưởng Quốc phòng cho biết Ukraine có thể nhận được F-16 đầu tiên rất sớm, nhưng một nửa viện trợ quân sự đến muộn. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Defense Minister, Ukraine may receive first F-16s very soon, but half of military aid arriving late. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters công bố vào hôm thứ Tư 29 tháng 5 rằng lô chiến đấu cơ F-16 đầu tiên sẽ được chuyển đến Ukraine hy vọng là rất sớm, nhưng khoảng một nửa số viện trợ quân sự từ các đối tác phương Tây sẽ đến muộn. Một số quốc gia NATO, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ và Na Uy đã cam kết cung cấp hàng chục chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất từ kho của họ. Máy bay F-16 của Đan Mạch dự kiến sẽ đến sớm nhất là vào mùa hè này, trong khi chiến binh của Hà Lan sẽ bắt đầu đến vào mùa thu. Chúng tôi cần nhiều nhất có thể, Umerov nói khi được hỏi về số lượng máy bay Ukraine dự kiến nhận, đồng thời cho biết thêm rằng nước này hiện đang tập trung chủ yếu vào việc đào tạo phi công và nhân sự. Theo Bộ trưởng, Ukraine cũng tiếp tục tăng cường sản xuất vũ khí và máy bay điều khiển từ xa, cũng như khả năng tác chiến điện tử của mình. Nga có 500.000 quân ở Ukraine và gần biên giới và đang chuẩn bị huy động thêm từ 200.000 đến 300.000 quân nữa nhằm mục đích mở một mặt trận mới ở phía Bắc để bắt đầu sử dụng toàn bộ nhân lực và hỏa lực, Umerov cho biết. Ông nói thêm, chúng tôi đang chịu đựng, nhưng tất nhiên chúng tôi cần thêm vũ khí, chúng tôi cần thêm sức mạnh hỏa lực, chúng tôi cần hỏa tiễn tầm xa, không cho phép chúng xâm nhập vào quốc gia của chúng tôi. Trong những tháng gần đây, Nga duy trì thái độ chủ động trên chiến trường, tận dụng sự chậm trễ trong viện trợ quốc phòng cho Ukraine từ các nước đồng minh phương Tây và tình trạng thiếu quân của Kyiv. Mạc Tư Khoa phát động một cuộc tấn công mới vào ngày 10 tháng 5 ở phía bắc tỉnh Kharkiv. Lực lượng của Mạc Tư Khoa được cho là đã tiến xa tới 10 cây số vào khu vực nhưng đã bị chặn bởi tuyến phòng thủ đầu tiên. Nga triển khai bom lượn của Iran chống lại Ukraine, tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russia deploying
Iranian glide bombs against Ukraine. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Sự hợp tác quân sự của Mạc Tư Khoa với Tehran đang ngày càng sâu sắc hơn. Theo một báo cáo của Đức cho biết, Iran đã cung cấp cho Nga một số bom lượn nhằm mục đích tấn công Ukraine. Trong suốt cuộc chiến do Tổng thống Vladimir Putin khởi xướng, Iran đã cung cấp cho Nga các máy bay điều khiển từ xa Sahi. Chúng đã gây ra sự tàn phá khắp Ukraine bằng cách nhắm vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng và dân sự. Iran cũng được tường trình đã cung cấp cho Nga thông tin kỹ thuật để chế tạo phiên bản riêng của máy bay điều khiển từ xa Kamikaze ở thành phố Yelabuga, vùng Tatarstan, nơi đã bị máy bay điều khiển từ xa của Ukraine nhắm tới vào tháng 4. Nhưng Julian Roque, một nhà phân tích dữ liệu mở của cơ quan truyền thông Bild, đã báo cáo rằng sự giúp đỡ của Iran trong cuộc chiến của Putin cho đến nay bao gồm việc cung cấp đạn pháo và đạn cho xe tăng, cũng như máy bay điều khiển từ xa đã mở rộng sang cả bom dẫn đường mới nhất của nước này. Đoạn clip đăng lên mạng xã hội được ghi lại bởi một người dân địa phương đang tiếp cận chiếc máy bay điều khiển từ xa Mohajer 6 khi nó nằm giữa cánh đồng. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết số ghi danh của máy bay điều khiển từ xa ER-858 cho thấy nó có nguồn gốc từ Iran, đồng thời cho biết thêm rằng Nga đã sử dụng những chiếc UAV này vào năm 2022 vì vào thời điểm đó Nga không có hệ thống UAV tầm xa của riêng mình. Robske nói rằng đoạn video từ khu vực Kursk của Nga, nơi chiếc UAV bị rơi cho thấy máy bay điều khiển từ xa này mang theo quả bom dẫn đường mới nhất của Iran. QM-5 được đưa vào sử dụng ở Iran vào năm 2019. Robske nói, đánh giá từ tất cả mọi thứ, máy bay điều khiển từ xa được cho là sẽ tấn công khu vực Sumy, nhưng không rõ vì lý do gì mà nó bị rơi. Lực lượng vũ trang Nga trước đây chưa từng sử dụng QM-5 có độ chính xác cao trong chiến trường Ukraine và phát hiện mới cho thấy một cấp độ mới trong hợp tác quân sự giữa Tehran và Mạc Tư Khoa. Có bốn phiên bản của QM, đôi khi được viết là GAM, bao gồm một phiên bản được dẫn đường bằng laser, một phiên bản khác được trang bị đầu dò hồng ngoại ER. Trong khi các phiên bản QM-5 và QM-9 lớn hơn sử dụng dẫn đường bằng TV. Nga đang ngày càng sử dụng bom lượn, loại bom tiêu chuẩn được sửa đổi, để bao gồm cánh và hệ thống định vị cho phép bay lượn tầm xa tới mục đích. Một cựu sĩ quan Đức đã bị kết án 3 năm rưỡi tù hôm thứ Hai vì tội làm gián điệp cho Nga. Hôm thứ Ba, 28 tháng 5, truyền thông Đức đưa tin một cựu sĩ quan lực lượng vũ trang Đức đã bị kết án 3 năm rưỡi tù hôm thứ Hai vì tội làm gián điệp cho Nga trong một vụ án làm nổi bật sự dễ bị tổn thương của Đức trước người hàng xóm ngày càng thù địch ở phía đông. Cựu đại úy quân đội, người đóng quân tại văn phòng mua sắm của quân đội ở Koblenz, bị cáo buộc giao tài liệu mật cho lãnh sự quán Nga ở Bonn và đại sứ quán ở Berlin. Các công tố viên cho biết trong cáo buộc của họ, anh ta đã chuyển thông tin mà anh ta có được trong quá trình làm việc với mục đích gửi chúng cho cơ quan tình báo Nga. Hoạt động của văn phòng mua sắm đặc biệt nhạy cảm vào thời điểm cường quốc kinh tế của Liên minh Âu Châu đang chạy đua tái trang bị và xây dựng lại lực lượng vũ trang bị lãng quên từ lâu nhằm đáp trả việc Nga xâm lược Ukraine. Bom chưa nổ được tìm thấy tại hiện trường vụ tấn công siêu thị Kharkiv. Các nhà điều tra đã tìm thấy một quả bom chưa nổ gần đại siêu thị Kharkiv mà Nga nhắm tới vào ngày 25 tháng 5, khiến hơn chục dân thường thiệt mạng. Văn phòng công tố khu vực Kharkiv đưa tin hôm 27 tháng 5, Nga đã sử dụng hai quả bom dẫn đường trên không để tấn công đại siêu thị vật liệu xây dựng sầm uất ở Kharkiv vào chiều thứ Bảy, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 48 người khác bị thương. Các nhà điều tra đã tìm thấy quả bom thứ ba cách siêu thị khoảng 80 mét khi hoạt động trục vớt thi thể từ đống đổ nát của tòa nhà vẫn tiếp tục. Văn phòng công tố khu vực Kharkiv cho biết nếu quả bom rơi trúng đại siêu thị và phát nổ, có thể còn có thêm nhiều nạn nhân nữa. Văn phòng công tố khu vực cho biết
các nhà điều tra cũng tìm thấy bằng chứng cho thấy Nga đã điều chỉnh hỏa lực vào tòa nhà với sự hỗ trợ của máy bay điều khiển từ xa trinh sát. Điều này chứng tỏ Nga đang cố tình làm hại dân thường. Trong số những người thiệt mạng trong cuộc tấn công có một em bé 12 tuổi cùng mẹ và một cậu bé 17 tuổi. Kharkiv và khu vực xung quanh đặc biệt dễ bị tấn công bằng bom dẫn đường do nằm gần biên giới Nga vì bom được phóng từ máy bay trong không phận Nga. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Nga đã phóng tổng cộng 3.200 quả bom dẫn đường nhằm vào Ukraine chỉ trong tháng 4. Tờ Bild cho biết NATO cân nhắc bảo vệ bầu trời phía tây Ukraine. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề NATO consider defending skies over western Ukraine. Bild. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Theo nguồn tin từ Bild, NATO hiện đang cân nhắc khả năng bảo đảm không phận phía tây Ukraine và huấn luyện quân đội Kyiv trên lãnh thổ của họ. Một số quốc gia thành viên bao gồm Estonia, Anh, Ba Lan, Canada, Lithuania và Pháp đang ủng hộ việc tăng cường hỗ trợ cho Kyiv có khả năng mở rộng sang lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, Hoa Kỳ và Đức đã bày tỏ sự dè dặt về những hành động như vậy. Mặc dù chưa có quyết định dứt khoát nào được đưa ra, nhưng các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra trong 3 lĩnh vực chính. Về đào tạo, có một đề xuất đào tạo binh sĩ lực lượng vũ trang Ukraine ngay trong lãnh thổ Ukraine, thay vì vận chuyển họ đi khắp Âu Châu. Theo Bill Nikolenko, cựu lãnh đạo cơ quan tác chiến của Bộ Quốc phòng Đức và Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis đều ủng hộ đường lối này với lý do hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Về hậu cần, một số nước NATO trong đó có Anh, Canada và Estonia đang xem xét kế hoạch cung cấp vũ khí đạn dược trực tiếp tới tiền tuyến ở Ukraine thay vì dừng lại ở biên giới. Sáng kiến này được gọi là hậu cần tiên tiến, đang được một số quốc gia phương Tây phát triển. Về phòng không, ý tưởng bảo vệ không phận phía Tây Ukraine bằng hệ thống phòng không của NATO cũng đang được xem xét. Ba Lan đã đề xuất mở rộng phòng không nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Những cuộc thảo luận này phản ánh những nỗ lực đang diễn ra trong NATO nhằm cân bằng sự hỗ trợ dành cho Ukraine với sự phức tạp của việc tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Tổng thống Volodymyr Zelensky tin rằng NATO nên đánh chặn hỏa tiễn của Nga trên bầu trời Ukraine cho dù không đóng quân trên Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times xuất bản vào thứ Ba ngày 21 tháng 5, Zelensky mô tả đường lối này hoàn toàn mang tính phòng thủ, nhấn mạnh rằng nó sẽ không dẫn đến chiến đấu trực tiếp với lực lượng Nga. Vì vậy, câu hỏi của tôi là, có vấn đề gì vậy? Tại sao chúng ta không thể bắn hạ các hỏa tiễn của Nga? Zelensky hỏi, đây có phải là sự bảo vệ không? Vâng, đúng vậy. Đây có phải là một cuộc tấn công vào Nga? Không, không phải vậy. Bạn có đang bắn hạ máy bay Nga và giết chết phi công Nga? Không, không phải như thế. Vậy, vấn đề với sự tham gia của các nước NATO vào cuộc chiến là gì? Không có vấn đề như vậy. Bắn hạ những gì đang bay trên bầu trời Ukraine? Zelensky nói thêm. Và cung cấp cho chúng tôi vũ khí mà chúng tôi có thể sử dụng để chống lại lực lượng Nga ở biên giới. Ukraine có thể bị buộc phải thỏa thuận với Putin theo các điều kiện của ông ta nếu không được trợ giúp tích cực. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Ukraine may be forced into deal with Putin on his terms. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Theo nhóm khủng hoảng quốc tế gọi tắt là ICG, Ukraine và các đồng minh phải hành động nhanh chóng để bảo đảm quân đội của mình có vũ khí và được huấn luyện để chống lại Nga. Nếu không, Kyiv có thể bị buộc phải đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh phù hợp với Putin. Alisa de Carbone, phó giám đốc chương trình ICG khu vực Âu Châu và Trung Á, nói với Newsweek trong bình luận qua email. Trong một thời gian dài, các đồng minh đã bám vào suy nghĩ kỳ diệu về điểm yếu của Nga và khả năng của Ukraine trong việc buộc Điện Kremlin phải đàm phán với thành công trên chiến trường. Các lực lượng của Ukraine đang gặp khó khăn khi quân đội Nga tiến về phía đông, đặc biệt là ở khu vực Kharkiv, nơi các lực lượng bị áp đảo của Kyiv phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược. Trong khi Kyiv và Mạc Tư Khoa hy vọng rằng đối thủ của mình sẽ đưa ra những nhượng bộ lớn để đổi lấy hòa bình,
Ukraine phải điều động đủ quân và chờ những người ủng hộ cung cấp vũ khí cần thiết để chống lại một cuộc chiến lâu dài. Tổ chức nghiên cứu Crisis Group cho biết trong báo cáo công bố hôm thứ Ba 28 tháng 5. Báo cáo của ICG cho biết 2023 nhấn mạnh những điểm yếu đáng kể trong ván bài mà Kyiv đang chơi và rằng sự hỗ trợ của phương Tây không thể được bảo đảm, đặc biệt là trong bối cảnh có sự phân cực chính trị về viện trợ ở Mỹ. Báo cáo cho biết nếu Mỹ cắt giảm viện trợ, Âu Châu sẽ cần phải lấp đầy những khoảng trống. Trong khi họ đang tăng cường năng lực để làm điều đó, thì vẫn còn một chặng đường khá dài để đi. Tuy nhiên, ICG cho biết việc Kyiv chuyển sang dựa nhiều hơn vào Âu Châu sẽ cần các đồng minh ở đó để khắc phục những điểm tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng vũ khí, cũng như chi nhiều hơn cho việc mua sắm quốc phòng. Nhóm khủng hoảng cũng mô tả các đồng minh của Kyiv sẽ phải đi theo một đường lối thận trọng để tăng dần quy mô hỗ trợ quân sự, giống như Mỹ đang làm, nhằm thay đổi nhận thức của Nga về mối đe dọa mà viện trợ đặt ra cho mặt đối phương. Nhưng điều quan trọng không kém là Ukraine đang sửa chữa hệ thống tuyển dụng và triển khai bị hỏng, cũng như huy động và huấn luyện quân đội tiền tuyến, điều mà chính phủ và quân đội nước này chưa lên kế hoạch hợp lý. Nếu Ukraine và những người ủng hộ họ không nhanh chóng giải quyết vấn đề, Kyiv có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đạt được thỏa thuận theo các điều khoản của Nga. Ngay cả khi một thỏa thuận như vậy có thể chấm dứt xung đột trong thời gian ngắn, thì nó cũng sẽ gây ra cái giá to lớn không chỉ đối với Ukraine, mà còn đối với an ninh Âu Châu. Nếu Ukraine và những người ủng hộ nước này không thể vừa thích ứng vừa duy trì quyết tâm của mình, Kyiv gần như chắc chắn sẽ tiếp tục mất lãnh thổ, báo cáo lưu ý. Khi đó cuối cùng họ sẽ không còn có lựa chọn nào khác ngoài việc cắt giảm một số thỏa thuận nào đó. ICG lưu ý rằng ngoại giao sẽ chấm dứt giao tranh và Kyiv cùng các đồng minh nên tiếp tục chiến đấu cho đến khi Mạc Tư Khoa quan tâm đến một thỏa thuận không chỉ chấm dứt xung đột mà còn hạn chế khả năng gây hấn của Nga trong tương lai. Những ngày gần đây, Putin đã phát tín hiệu rằng ông ta sẽ xem xét các cuộc đàm phán hòa bình công nhận các chiến tuyến hiện tại, nhưng sẽ tiếp tục chiến đấu nếu Ukraine và các đồng minh không đồng ý, theo Reuters, trích dẫn các nguồn tin giấu tên quen thuộc với các cuộc thảo luận. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, Putin chỉ đơn giản là đang cố gắng làm chệch hướng hội nghị thượng đỉnh hòa bình do Ukraine khởi xướng ở Thụy Sĩ vào tháng tới bằng những tín hiệu giả mạo về việc ông được cho là đã sẵn sàng dừng chiến tranh. Bản tin tình báo của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh ngày 27 tháng 5. Trong bản tin tình báo ngày 27 tháng 5, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã đưa ra các nhận định liên quan đến công tác chính trị tư tưởng trong bối cảnh trào lưu phản chiến đang tăng mạnh ở Nga. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo. Ban Giám đốc Chính trị chính của Bộ Quốc phòng Nga đã phát hành Politrak, một tạp chí mới về hướng dẫn chính trị cho lực lượng vũ trang vào ngày 22 tháng 5 năm 2024. Tạp chí này nhằm mục đích hỗ trợ các giảng viên chính trị trong lực lượng vũ trang về việc giáo dục chính trị cho binh lính của họ. Một bài viết giới thiệu của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tướng Viktor Koremykin, người đứng đầu Tổng cục Chính trị của lực lượng vũ trang, nêu rõ rằng tạp chí mới tập trung chủ yếu vào di sản của các ấn phẩm quân sự thời Liên Xô nhằm mục đích giáo dục chính trị cho quân nhân. Một ban giám đốc Tổng cục Chính trị đã được thành lập trong Bộ Quốc phòng Nga vào năm 2018 vì khi đó người ta thấy rằng cần phải đưa lại giáo dục chính trị vào lực lượng vũ trang. Koremykin trích dẫn Stalin về tầm quan trọng của việc giáo dục chính trị cho binh lính và sự cần thiết phải có lòng căm thù kẻ thù đến chết. Tạp chí nhấn mạnh kẻ thù ở Ukraine ngày nay cũng chính là kẻ thù mà Liên Xô đang chiến đấu, đó là Đức Quốc xã. Một bản đồ Ukraine đăng trên tạp chí được sử dụng để hỗ trợ cho các lập luận gây nghi ngờ về tính xác thực của tư cách nhà nước của Ukraine và do đó biện minh cho cuộc xâm lược. Tạp chí phản ánh việc sử dụng lịch sử một cách chính trị hóa đã trở thành một đặc điểm nổi bật trong chính sách giáo dục của Nga trong những năm gần đây, đặc biệt kể từ sau cuộc xâm lược Ukraine
và tiếp tục rao bán những câu chuyện sai lệch mà Nga đã và đang sử dụng để gây ảnh hưởng đến quân nhân và dân chúng của mình nói chung. Bản đồ chiến tranh Ukraine tiết lộ bước tiến của Kyiv ở Kharkiv. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Ukraine war map reveals Kyiv-Kharkiv advances. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Các lực lượng Ukraine đang đạt được một số thành công trong cuộc chiến chống lại quân đội Nga dọc biên giới chung ở khu vực đông bắc Kharkiv, nơi trong những tuần gần đây, Moscow đã mở một mặt trận mới có thể đe dọa thành phố lớn thứ hai của đất nước. Viện Nghiên cứu Chiến tranh gọi tắt là ISW cho biết trong bản cập nhật tối thứ hai rằng các đơn vị của Kyiv gần đây đã đạt được những bước tiến nhỏ về phía bắc thành phố Kharkiv theo hướng Lipsy. Cơ quan tư vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ nói thêm rằng các cuộc tấn công và tiến bộ của Nga vẫn tiếp tục ở những nơi khác trên mặt trận phía đông bắc, cũng như ở phía nam và phía đông của đất nước. Làng Lipsy cách biên giới chung khoảng 7 dặm về phía nam và theo bản đồ chiến trường mới nhất của ISW. Làng này nằm ở rìa phía đông nam của mỏm đá do Nga nắm giữ, hiện nhô ra phía đông bắc Ukraine. Lipsy cách vùng ngoại ô của thành phố Kharkiv khoảng 12 dặm. Khu đô thị này từ lâu đã nằm trong tầm bắn của hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa thường xuyên của Nga. Nhưng các bước tiến của quân đội Nga có nguy cơ đặt khu vực này vào tầm bắn của pháo binh thông thường. Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm thứ Tư, 29 tháng 5, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, chuẩn tướng Oleksiy Romo cho biết, quân đội Ukraine đã chiếm ưu thế trong cuộc giao tranh gần thị trấn. Ông nhấn mạnh rằng, các lực lượng của Kyiv sẽ thực hiện các biện pháp để cải thiện biên giới phòng thủ, đồng thời đạt được thành công hơn nữa trong từng khu vực riêng lẻ. Cuộc giao tranh ác liệt gần đây nhất dọc biên giới Kharkiv diễn ra ở thị trấn Volchansk, hiện đã bị phá hủy phần lớn. Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky tuần trước cho biết, lực lượng Nga hoàn toàn xa lầy và chịu tổn thất rất nặng nề. Nhưng bức tranh rộng hơn từ khắp mặt trận vẫn là một trong những lợi ích từ, dù tốn kém, của Nga. ISW báo cáo những bước tiến nhỏ của Nga tại một số điểm nóng dọc theo chiến tuyến. Mặc dù bước đột phá sau khi chiếm giữ Afrika ở khu vực Donetsk dường như đã bị quân tiếp viện của Ukraine ngăn chặn. Xa hơn về phía Tây ở khu vực Kharkiv, lực lượng Nga vẫn đang tiến về phía và xung quanh sườn thành phố Kubenska. Mặc tư khoa cho biết, lực lượng của họ đã chiếm được các khu định cư Ivanika và Berestove trong những ngày gần đây. Các lực lượng Nga được cho là đã tiến xa hơn về phía Tây Afrika và phía Tây thành phố Bakhmut của Donetsk, nơi Điện Cẩm Linh đang để mắt tới thành phố chiến lược Chasivya. Các đơn vị của Mạc Tư Khoa cũng tiếp tục tiến về phía Tây tới các thành phố Liman và Siversky của Donetsk. Cả hai đều đóng vai trò là cửa ngõ vào các thành phố lớn trong khu vực là Slovakia, là Slovyanska và Kramatorsk. Theo hướng nam Zaporizhia, các lực lượng Nga tiếp tục nỗ lực chiếm lại các lãnh thổ do quân đội Ukraine giải phóng trong cuộc phản công thất bại vào mùa hè năm 2023. Giao tranh ở đó tập trung vào khu định cư Staromayorsk. Nỗ lực tấn công đa hướng của Nga dường như nhằm mục đích kéo căng Ukraine và buộc Kyiv phải đưa lực lượng dự bị vào chiến đấu. Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi đầu tháng cho biết rằng cuộc tấn công vào Kharkiv của Mạc Tư Khoa đánh dấu sự khởi đầu của cuộc tấn công mùa hè dự kiến và cảnh báo chiến dịch rộng hơn có thể bao gồm nhiều đợt. Cuộc tấn công của Nga vào khu dân cư ở thị trấn tỉnh Donetsk khiến 2 người thiệt mạng, 3 người bị thương. Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm thứ Tư 29 tháng 5, phát ngôn nhân cảnh sát quốc gia Ukraine, đại úy Aliona Lyudnitska cho biết,
quân đội Nga đã thả 3 quả bom dẫn đường xuống một khu dân cư ở thị trấn Torez, thuộc tỉnh Donetsk vào ngày thứ Ba 28 tháng 5, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Torez, cách tiền tuyến chưa đầy 8 cây số, có dân số khoảng 31.000 người trước khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện. Cuộc tấn công của Nga được cho là đã phá hủy 1/2 tòa nhà chung cư và một doanh nghiệp địa phương. Lyudnitska cho biết, một cư dân ở Torez và vợ đã thiệt mạng, 3 phụ nữ khác, 24, 53 và 63 tuổi, bị thương và phải vào bệnh viện. Các khu định cư ở tỉnh Donetsk đã phải hứng chịu các cuộc tấn công hàng ngày của Nga do nằm gần tiền tuyến. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở tỉnh Donetsk khi Nga tìm cách chiếm toàn bộ khu vực. Cô nhắc lại rằng, lực lượng Nga đã thả một quả bom nặng 1,5 tấn xuống làng Oleksiyevo, Ruskivka ở tỉnh Donetsk vào sáng sớm ngày 2 tháng 10, khiến 7 người bị thương, trong đó có một trẻ em. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lời viết tua Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.